Ngày 16 tháng 9, Ủy ban nhân dân xã Đồng Thịnh tổ chức Tết Trung thu năm 2024 tại trường tiểu học và trung học cơ sở. Đồng chí Phạm Thị Thu, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban dân vận huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, dự và trao quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Phát biểu tại đây, đồng chí Phạm Thị Thu đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống giảng dạy và học tập của cán bộ giáo viên và học sinh. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh Tết Trung thu năm 2024 là Trung thu đặc biệt nhằm chia sẻ những đau thương mất mát với đồng bào các tỉnh phía bắc đang phải oàn mình gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai nên các nhà trường không tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa văn nghệ rầm rộ như mọi năm thay vào đó là tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống tết trung thu cho các em học sinh giáo dục cho các em về lòng nhân ái tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của nhân dân đồng thời trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đồng chí phạm thị thu chúc cán bộ giáo viên và các em học sinh nhà trường luôn mạnh khỏe, thi đua dạy tốt học tốt, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả cao trong năm học 2024-2025. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Thị Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tặng quà Tết Trung thu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.